Rồi, không để cái nhà phải chờ đợi quá lâu nha. Lời đầu tiên, Thánh Tài TV xin gửi lời chúc đến quý cô chú anh chị á, và các bạn, đó là lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nha. Đây, Thánh Tài TV hôm nay sẽ làm cái video này là đó, nói chung là ở đây là một cái tấm lòng của Thánh Tài TV muốn gửi đến những em nhỏ trong cái tuyến giao hàng của Thánh Tài TV nha mọi người. Đó, Thánh Tài TV vẫn mong cho các em có một gọi là mùa trung thu, có được những món quà, có niềm vui nha. Đây là tấm lòng nha. Và song song đó, Tấm Tài TV cũng xin gửi lời cảm ơn đến quý công ty Shopee đã tạo cơ hội cho Tấm Tài TV có được gọi là một cái gọi là công việc ổn định để trang trải, giúp cho cuộc sống Tấm Tài TV trở nên gọi là ổn định hơn nha. Rồi, mọi người hãy đó xem video nha, đừng rời khỏi video nha. Tấm Tài TV sẽ gửi lồng đèn đến các bé nha và gia đình, chúc cho mọi người luôn luôn vui vẻ. Đây mọi người, đây là những lồng đèn mà Tấm Tài TV sẽ gửi đến các bé nha mọi người. Nói chung là cũng muốn các bé có một mùa trung thu thật là vui vẻ nha. Đây, cảm ơn. Đây nha mọi người, nói chung là chỉ là cái tấm lòng của shipper nha mọi người. Nè, cho con cái lồng đèn nè. Rồi ra lựa đi con. Đây cái tấm lòng của shipper thôi. Nè, ra lựa đi, cho lựa đó. Cái hàng thân thiết, không không. Ủa gì hả? Gì vậy, tự nhiên rung tay vậy trời. Nào. Cái này đây. Cha mày chơi rung chân hề. Rung chân hả? Rồi ok, bye bye con nha. Lấy hai cây nè, có hai cái cây chưa? Trời, xé đại đi, xé đại đi. Trời sư, tôi mê nít lắm, bởi vậy giờ tôi đẻ ra lúc ba đứa luôn đó. Rồi đó, giờ mọi người đó là shipper nhưng mà nói chung là mình rất là yêu thích con nít nha mọi người. Đó. Trời, đừng đăng lên YouTube nha trời. Rồi xong luôn. Bị đạo cái gì, đạo sợ dí cái gì. Rồi bye bye con nha con. Gắn vô đèn hoài cho nhỏ, rồi nhỏ cầm vậy hồi gách là sao. Bye. Bye bye, mừng quá con. Mấy bữa không có quà hả? Bye bye. Chú rồi bên này hả? Không. Im luôn. Rồi vô luôn. Bye. Rồi nói chung là mình tiếp tục cho lồng đèn cho các bé của mình nha, nhưng mà những khách hàng trong tuyến của mình nha. Đó. Nhưng mà chủ yếu tấm lòng của shipper thôi nha. Đó nha mọi người, đây bé đây. Rồi cầm cái cây đó đi con. Nè chị, hồi chị tự gắn thì biết gắn mà đúng không? Ờ đó bung mà gắn cho bé ha. Để em cho biên tuyến em giao hàng đó chị. Rồi bye bye nha. Đây nha mọi người. Đây nè con, cho hai đứa luôn hả? Đây. Cho em gửi quà trung thu của em. Dạ. Hai đứa không? Hai đứa em cho hai cái. Không, không là hàng gì. Đây. Đấy gì mà hồng hồng chắc con mèo quá. Rồi, giờ em cảm ơn ạ. Rồi, bye bye. Đây, tiếp tục nha. Đó là đèn trung thu. Nè mấy đứa. Bung đưa. 1, 2, 3. Tính là má mà được, tính hộ khẩu ngoài không coi má. Bung đưa không? Ờ cầm. Rồi mấy người đặt đơn. Mấy người khách hàng thân thiết của Shopee. Mấy người khách hàng nhiều lắm má. Có lên đơn không? Rồi ra ra lấy thêm hai cái nữa nè. Không. Người lớn hả? Lên booking đặt phòng. Nhà ai?
Cái gì ơi? Cho nó hay, cho nó hay cái làm đèn. Ok, cảm ơn chú. Chứ cái tấm lòng shipper thôi cũng không dư dả gì đây. Hai cây nè, thọt vô mỏ, cái lộn nó vậy nó bạ. Thọt vào cái mỏ đó. Ừ, đúng rồi. Thấy bánh lý cho làm đèn. Đây, cho con làm đèn nè. Rồi nè, đây nè, móc vô. Cảm ơn chú đi. Trời ơi, nó làm thôi tháng 7 nữa ha. Tháng 7 ta giật cô hồ, ta chưa cút giật lên. Rồi này nói, cầm dạy liền. Cảm ơn chú đi chứ. Ai biết đâu, tại vì thấy chú lớn chú bảo đen này, chú lớn chú cũng đâu đáng là phải đưa kèo quán rồi chứ đưa các cái đèn không. Không, chưa chưa có cái nguồn quỹ đó, hiểu không? Đây cô cho con gửi hai lồng đèn cho con chị Hằng. Hai đứa không cô? Dạ rồi, cảm ơn ạ. Dạ, năm sau nếu có điều kiện kinh tế con có thêm bánh trung thu bánh kẹo nữa, còn bây giờ là cái tấm lòng của con riêng. Không, năm sau phải cô. Phải có gọi là cái quỷ mặt dày thí dụ vậy. Đây mọi người quên nữa nha, còn nha. Đây đây, quà trung thu. Đây quà trung thu cho hai anh em, đúng không? Hai anh em không? Ờ à, rồi hết. Rồi. Đợi năm sau có nhà tài trợ đây có. Bây giờ đó đây nha mọi người, đi về những cái bánh, những cái lồng đèn cuối cùng nha, từ tấm lòng cái shipper nha mọi người. À. Đây do lồng đèn nè hai đứa, à đi cho hai cái lồng đèn, rồi ba đứa không. Trời ơi, lộn tiệm nữa đâu, Noel đây trời. Ba đứa là hai cái hả? Ba đứa thì ba cái. Còn đứa thì học chưa nữa. Trời đâu mấy cây? Bốn đứa đúng không? Mấy cái rồi? Một, hai, ba, bốn đi ha. Hai cây. Chết chưa hết, ba cây treo à còn. Dạ hết cái cây treo. Cho mình đánh lại TV cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của ngày hôm nay dành cho các bé nha. Mình muốn có lồng đèn để vui chơi trung thu nha mọi người. Rồi đó là cái tấm lòng của đánh lại TV dành cho các bé nha. Rồi đánh lại TV xin chúc các bé cũng như gia đình các bé luôn luôn mạnh khỏe, các bé luôn luôn vui vẻ. Rồi đánh lại. Và mọi người khi xem video nếu mà người thích đánh lại TV thì mọi người đánh lại TV xin lượt like, share và hãy cho tất cả TV xin. Rồi subscribe, đăng ký ủng hộ kênh cho Tấm Lòng TV nha mọi người.